Như vậy là trận bán kết thứ ba của buổi chiều ngày hôm nay đã bắt đầu. Một pha chuyền bóng để đồng đội đưa tốc độ. Một pha bắt bóng không tốt đến từ thủ môn của các. Có vẻ rằng thế trận đang nghiêng về các cầu thủ. Côi! Một pha xoay người. Hữu Trọng. Rất khéo léo, rất đi ăn. Anh đang mang cơi phá dứt điểm đầu tiên của tuyển 85 trúng không thành. Cơi như vậy là gia vị của trận đấu đã đến rồi. Và Nam Trọng là người ghi bàn cho các cầu thủ 85. Thế bê đang được khai thông. Tỷ số là 1-0 cho các thủ 85. Một chiếc xe đạp thể thao. Hiếu Trung. Đoàn đoàn. Côi. Côi thế. Đã không. Bây giờ sẽ là một pha đá phạt cho các cầu thủ 85 ở ngay phần sân nhà của họ. Côi. Một pha dàn xếp không tốt. Côi. Bây giờ là thế đá biên cho các cầu thủ 85. Không kịp. Và bây giờ là phản công. Rất thoáng. Bây giờ là phản công. Goal. Rất đáng. Rất tốt. Thế trận là cân bằng. Và bây giờ tỷ số là 1-0. Nguyễn Ngọc vừa rồi đã hơi ham bóng. Và nó lấy đi phản công nhanh cho các cầu thủ. Thôi. Mọi thứ thì đang chia đều cho hai đội. Hữu Trọng và Hữu Anh. Có bàn thắng cho Hữu Anh. Tỷ số cho Hoàng Văn Như là 1-0 nghiêng về 85. Và bây giờ sẽ là các cầu thủ 89 thực hiện loạt đá biên đi đầu tiên. Và Hữu Anh chính là người thực hiện đầu tiên. Rất tốt. Hai pha đầu tiên của loạt biên đi đã thành công. Và bây giờ sẽ là các cầu thủ 85 bước lên đá tiếp tục loạt trận thứ hai. Loạt đá thứ hai của riêng mình ở loạt trận bên kia. Và đá thứ hai cho các cầu thủ 85. Rất tốt. Không có một cơ hội phản xạ cho Hữu Anh. Tỷ số là 2-1 trong loạt bên kia.
Hữu Hậu. Hữu Hậu sẽ là người đứng. Trọng tài yêu cầu đá này. Trọng tài yêu cầu các cầu thủ khi thực hiện những pha đá phạt bên đi thì hãy nghe còi. Hữu Hậu sẽ thực hiện này và tiếp tục công bố bàn thắng. Tỷ số vẫn là 2-1 sau hai lượt đá bên đi đầu tiên. Và bây giờ sẽ là Hữu Sướng, người thực hiện pha đá thứ ba cho các cầu thủ 8 nhân. Rất tốt. 3-1 rồi. Và bây giờ là các cầu thủ 8-9 bước lên chấm đá phạt thứ ba cho riêng đội bóng của mình. Tiếp tục không vào. Vẫn là 3-1 sau 3 lượt đá. Và nếu như bây giờ cầu thủ của 8-5 thực hiện thành công, Thuận Trình. Thuận Trình sẽ là người. Những trận đấu đã kết thúc. 8-5 sẽ là người đi vào tiếp theo ở trận chung kết. Xin mời hai đội hãy ra sân chào khán giả. Và xin mời các cầu thủ 99 và 95 lên đăng ký đội hình thi đấu.